Gọi tên của anh là Nắng. Như vậy là trận đấu sắp bắt đầu rồi. Rồi mẹ không hiểu nghĩ đâu ra quả. Gọi tên của anh là Nắng. Đáng sợ vãi lồn nửa đêm rồi. Cứ gọi tên của anh là Nắng. Và như vậy là trận đấu được tiếp tục rồi. Vâng, lần này thì tiếp tục thì SK mình là người bắn CD-side trước. Trong khi đó Mousepad là người bắn bên phía T-side. Các bạn để thấy, có lẽ lại là một màn chém ra dọn sai nữa thôi. Đang là một tình huống đánh chậm đến từ Mousepad, đang có ý định đánh B. Trong khi đó thì SK mình đang solo B. Bây giờ thì họ biết rằng họ đẩy rồi. Một tình huống đẩy 2 mid đi từ SK mình. Bây giờ thì bắt đầu chuẩn bị tràn Mousepad B và Kozera sẽ key player tình huống này. Kozera phải có ít nhất một bạn đến từ Kozera. Mosca nằm xuống rồi. Bây giờ thì Kozera có được một kill. Vâng, Kozera chuẩn bị bị áo. Kozera có triple kill không? Đó là mạng của Fer. Và như vậy là round đấu kết thúc quá là nhanh. Một round đấu mà Kozera bắn quá xuất sắc các bạn ạ. Một round đấu mà Kozera bắn quá xuất sắc. Màn hình bị lỗi á. Sao lại bị lỗi? Cái đéo gì đây? Bị lỗi cái gì nhỉ? Từ từ mọi người chờ tạo. Mình không biết mình có làm gì đâu mà mình bị lỗi nhỉ? Không thì chuyển sang cái này. Vẫn bị ạ. Rồi mình sẽ tắt bớt một gọi cái. tên của anh là Nắng rồi. Như vậy mình nó do cái ủng hộ tôi bị lỗi. Làm bị lỗi. Tạm thời mình sẽ tắt nó đi nhá. Em thông cảm tí. Vâng, tỷ số bây giờ là 1-0 dành cho các thành viên SK Gaming. Và giờ thì Oscar vừa có được cho mình một mạng của phép với cầu Deagle của mình. Bây giờ là một tướng 3v3. Sẽ là một tướng retake bomb đến từ các thành viên của SK Gaming. Vâng, tiếp tục thì cầu Zera có mạng của Rope. Taco hạ gục đèn ít thành công. Giờ thì có đổi được mạng không? Bắn lỗi và như vậy là Loen nằm xuống với tỷ số là 1-0, 2-0 dành cho các thành viên SK Gaming. Một round thắng rất là quan trọng. Một kỳ round cực kỳ quan trọng dành cho họ. Lại tiếng game nữa. Cái ủng của tôi nó làm bị lỗi thì phải. Không vừa rồi nó làm bị lỗi. Tỷ số bây giờ là 2-0 dành cho các thành viên SK Gaming. Và bây giờ tiếp tục là một tình huống lên Deagle. Tuy nhiên thì lần này họ đang lên Deagle không giáp. Đang bò thẳng vào bom site. Vâng, đứng mid rất tự tin. Một quả flash ném ra check đến từ vị trí Kozera. Kozera tiếp tục là người solo B. Phép vừa có một bạn Oscar và Kozera nằm xuống bên Dennis rồi. Bây giờ thì Phép có nhảy xuống hay không? Bây giờ thì Phép bị gục bởi Dennis. Double kill đến từ vị trí của Dennis. Bom CB là một bom khó cứu. Chưa có mạng đến từ vị trí của Rope. Vâng, chiếm được bom CB rồi. Sẽ là tình huống đặt bom đẹp. Bây giờ là tiếng 4v3, Taco có một mạng của Dennis. 3v3, Crazy chỉ còn có 7 máu mà thôi. Một quả nết là Crazy sẽ nằm. Và chúng ta sẽ xem Rope bắn lỗi rồi, Rope chưa có mạng và Rope cũng đã đỏ máu. Bây giờ sẽ là tình huống retake bomb đến các thành viên của team SK Gaming. Vâng, Rope cần phải tỏa sáng, một viên phải giết được người. Không thì tình huống này rất khó. Bây giờ chúng ta cùng xem. Bây giờ thì Rope nằm xuống về Fallen. Đổi được mạng hay không? Như vậy là Fallen có double kill giữa mình. Chỉ còn lại một mình Crazy mà thôi. Tỷ số chắc chắn sẽ là 3-0 dành cho SK Gaming. Tiếng game mình cho to hết cỡ rồi các bạn ạ. 3-0. Tuy nhiên thì rất nhiều tiền đến từ các thành viên của Mousepad sau cái tình huống đặt bom thành công vừa rồi. Bây giờ thì Oscar lên cho mình một khẩu họp. SK Gaming họ thắng 3 round liên tiếp. Và số tiền của họ đang còn vẫn là khá nhiều. Fallen cũng có cho mình một khóa học rồi. Đây là một tiếng full buy. Vâng, tạm thời thì mình đang tắt cái ủng hộ tôi đi. Tại vì nó làm lỗi màn hình của mình. Bây giờ thì bắt đầu tràn ra mid rất nhanh đến từ Mousepad. Các bạn thể thấy Oscar hạ gục Fallen. Fer đã lộ vị trí rồi. Bây giờ thì Fer đã lộ vị trí. Tiếp tục thì Loen có mạng của phép. Bây giờ thì chúng ta sẽ phơ trúng bom lửa và bây giờ phơ nằm xuống về Loen. Các bạn thấy một tình huống cường 3 mid của SK Gaming không thành công. Họ mất 3 người và họ không giết được một ai cả. Một tình huống mà các thành viên Mousepad họ dập smoke thẳng ở trên trên cao và sau đó tràn thẳng ra khu mid rất nhanh. Sẽ dập lấy quả smoke dập lửa luôn.
Và giờ thì Mousesport họ đang chậm lại khi mà bây giờ thì họ làm một tình huống 5v2. Không việc gì phải vội vàng cả trong cái tình huống 5v2 này. Vâng, Taco có một mạng của Loen. Taco có double kill cho mình. Một tình huống mà Taco bắn UP15 quá hay trong cái nào đối với rồi. Tuy nhiên thì bom xe đã mất. Gritty trả ra một quả smoke. Bây giờ thì smoke rất đẹp. Và bom sẽ vào cái đít con mẹ với quả smoke như cái đầu buổi đến từ vị trí của Gritty. Một quả smoke hở một cái khe. Và cuối cùng thì đồng đội của anh thì sắp bật lồn vì cái quả smoke của anh. Một quả smoke lỗi thì đúng hơn. Giờ thì làm một tình huống 2v2. Tôi đéo hiểu cái bọn Mousesport này nhiều lúc nó làm cái gì trong cuộc đời này. 5v2 giải thành 2v2 ạ. Dập smoke luôn. Mà bây giờ thì Crazy đang di chuyển. Một góc kia ọp đẹp đến từ vị trí của Taco. Taco bây giờ phải có mạng. Vâng, Taco phải có mạng trong tình huống này. Bây giờ thì một quả flash được búp ra. Quả flash rất đẹp. Và bây giờ thì hai quả lửa. Bây giờ thì bạn đến từ vị trí của Oscar. Tiếp tục thì Oscar có cho mình triple kill. Kết thúc nào đấu thì số 1-3 là những thành viên của Mousesport. Tỷ số bây giờ là 1-3. Giờ sẽ là một round full bài tiếp tục đến từ cả hai team. Lại là một tình huống tràn mid nhanh. Tuy nhiên SK Gaming round này thì họ bỏ hẳn mid rồi. Vâng, bây giờ thì Poland nằm xuống bên Enid. Vâng, các thành viên các bạn thấy rằng một điều là Mousesport họ đang thi đấu quá tự tin ở cái map cache này. Họ tràn ra mid như đi chợ. Họ bắn vào mồm các thành viên của SK Gaming như kiểu là chơi đùa vậy. Giạt ra cứ hai viên một mồm, hai viên một mồm. Giờ thì các thành viên SK Gaming họ bỏ hẳn mid rồi. Họ đang bắn 2A và 2B. Vâng, một tình huống cố gắng nhìn qua số on way đến từ vị trí của Phơ. Phơ vừa lộ vị trí. Phơ vừa bị cấu mất 25 máu. Và giờ làm tình huống 5v4. Yếu máu đến từ vị trí của Loen. Có vẻ là một tình huống đánh A khi bom đang đi khu vực A main. Mousesport đang đưa bom đi khu vực đó là khu vực cửa xanh thì đúng hơn. Họ vẫn đang kê. Họ đang cố gắng bắt thêm người. Đây là quả smoke. Vâng, quả smoke gì thì mình cũng chịu. Một tình huống chạy ném một nhịp. Vâng, như vậy là quả smoke. Hai quả smoke và tiếp tục cái Dennis có mạng của Taco. Bây giờ thì Dennis, các bạn thấy Dennis đang rất tự tin đến mắc cà tre này như kiểu nhà của mình vậy. Dennis đã bắn mắc cà tre này quá hay. Và giờ làm chúng 5v3, bom sẽ đặt thành công. Oscar đang có một góc kê ọp rất đẹp. Bây giờ là một tiếng xếp súng đến từ cái viên SK mình. Tuy nhiên thì Loen nghe thấy rồi. Vâng, Loen có vị trí đứng quá đẹp trong cái đầu này. Loen nghe thấy mọi thứ, bây giờ Loen đang report vị trí cho đồng đội. Và chúng ta hãy xem các thành viên Mousesport sẽ cố gắng bắt súng trong round lần này. Bây giờ thì Dennis đang di chuyển. Dennis đang bò trườn rất kỹ trong cái round đấu lần này. Bây giờ thì bò vào khu vực City side. Bây giờ thì Dennis nhá nhá. Vâng, check rất kỹ, bò vào. Check góc. Úi giời, và bây giờ thì Dennis nằm xuống bảy phơ rồi. Sẽ là một tình huống xếp súng thành công. Sẽ là một tình huống xếp súng thành công đến từ các thành viên SK Gaming. Với ba khẩu súng thì round sau họ vẫn có thể full buy bình thường. Tình huống bay cố 3 khẩu M4A4 và 2 khẩu UP45. Tuy nhiên họ sẽ lựa chọn như thế nào thôi. Có thể là một round eco để round sau full buy. Với 3 khẩu súng cũng là một quyết định hay. Vâng, tí nữa thì mình sẽ bật. Tí nữa mình sẽ bật lại cái ủng hộ tôi. Chứ bây giờ thì mình tạm thời mình phải tắt nó đi. Như vậy là có một tín hiệu ta thích bao đến từ team SK Gaming rồi. Chứ giờ thì nếu mà bật lên thì nó cũng lỗi màn hình. Nó cũng lỗi màn hình mà. Các bạn nhìn thấy. Bây giờ mà bật thì lỗi màn hình. Đấy. Thằng Benten setup như con cặc ấy. Không thể chấp nhận được. Thôi chúng ta trở lại với trận đấu. Setup để lỗi màn hình ạ. Không thể chấp nhận được kỹ thuật dạo này làm ăn chán thật. Vừa khen thì tí cái bị lỗi luôn. Thế anh em có thấy rõ ràng lỗi màn hình không? Do ai? Rõ ràng là do kỹ thuật viên rồi còn gì nữa. Vừa khen cái coi gì trách nhiệm mất hết. Không thể chấp nhận được. Và bây giờ là một tình stack 2 mid đến từ SK mình. Stack mid nhìn on way quả smoke. Tuy nhiên thì đây là một round mà Mousesport có vẻ như muốn đánh bom xe A. Khi mà họ đang đi 2 mid vào một khu vực cửa xanh từ rất sớm. Một lửa để check khu vực điều hòa. Trong khi đó thì SK đang bắn 2 bom xe A.
Bây giờ thì chưa có mạng đến từ vị trí Oscar, yếu máu rồi. Taco còn 3 máu. Oscar Oppo lên ở khu vực bao xe à. Tràn vào Loen bắn lỗi và nằm xuống 7 phép. Bây giờ thì Crazy ạ, gục Taco với 3 máu nó vẫn bắn vào mồm. Phờ lấy được mạng Crazy. Giờ là tình huống 3v3. Có quyết định đánh bao xe hay không? Trong khi đó thì bây giờ Oscar chỉ còn có 12 máu mà thôi. Trả một quả flash và bây giờ thì bom đang được di chuyển về B. Như vậy là bom sẽ là một thứ đánh bom xe B. Kozera đang là người bắn bom xe B. Vâng, vào bom của Kozera chưa bao giờ là điều dễ dàng cả. Kozera một thanh niên tay rất to và chúng ta sẽ xem Kozera thủ bom xe B như thế nào. Một góc kê đẹp, một góc kê rất đẹp đến từ Kozera. Một lửa được ném ra và bây giờ thì Kozera. Chúng ta xem Kozera đấu súng rồi. Bây giờ thì Dennis bị bắn yếu. Kozera có một mạng của Rob. Bây giờ thì Kozera nằm xuống bên Dennis rồi. Giờ thì tiếng 2v2. Cả hai player của team mau đều yếu. Nhưng người có họp bây giờ thì nhảy cái con cặc này. Nhưng phép mang của Oscar. Bây giờ là tiếng 1v1. Thôi bỏ mẹ rồi. Thôi xong rồi. Thôi hỏng. Và bây giờ thì vẫn đứng ở rãnh đến từ vị trí của Dennis. Bây giờ chỉ một viên mà thôi. Ai cũng chỉ là một viên. Một viên là chết. Và bây giờ thì Dennis là người chiến thắng. Hạ gục phép thành công. Tỷ số là 3 đều dành cho Mau Sport. Một key round quan trọng trận đấu. Và giờ thì SK mình bắt buộc phải eco trong round đấu lần này. Vâng, chắc chắn phải bắt buộc làm việc. Bắt buộc sẽ là một round eco đến từ các thành viên của SK Gaming. Vâng, các bạn thấy không? Thanh niên Meten làm việc chán thật. Màn hình lỗi. Bây giờ lại bảo là lỗi do máy. Lỗi rõ ràng là lỗi do là người setup lỗi. Bảo là lỗi vì là lỗi do máy. Nói thế thì ai chả nói được. Người ta phải có biết nhận lỗi và sửa sai. Bây giờ lỗi lại đổ hết do máy thì lúc nào mình chả đổ được. Mình bắn kém mình cũng đổ cho máy được. Do chuột được, do pát được. Chết thật, làm ăn thế này ý thức phải rất là chán. Và giờ là một round eco. Một tình huống đẩy cửa xanh không thành công. Crazy lùi lại rồi. Bây giờ thì Mousesport biết rằng đối với eco, Rob vừa có mạng vô lên ở khu vực mid. Các bạn thì thấy Mousesport họ đang kê rất chắc chắn. Những tình huống kê AK những cái góc rất là đẹp. Và giờ một smoke được che khu vực City Bay được ném ra. Tiêm một con lửa ném vào trong hốc. Và bây giờ thì Kozera phải có ít nhất 3 mạng. Bây giờ thì Kozera solo êm. Úi giời, chưa có mạng. Úi giời, một mạng rồi. Nằm xuống 7 rốp. Và bom xe B thủng. Vâng, tình huống này thì khả năng rất cao là tỷ số sẽ là 4-3 trong bom spot thôi. Bây giờ là một tình huống 2v4. Lại còn không có giáp, không có kit xếp súng. Như vậy là một tình huống cố gắng xếp súng đến từ các thành viên của team SK Gaming. Taco thì đang cố gắng pick thêm người. Còn Fer đang có một tình huống bắt súng thì chính xác hơn. Fer đang có một tình huống di chuyển về phía T-Bay đối phương để bắt thêm một khẩu AK hoặc khẩu xí đó. Và giờ thì Fer đang bò vào. Và như vậy thì Taco vẫn đang gây động. Fer sẽ là người cố gắng bắt người trong tình huống này. Tỷ số sẽ là 4-3 thì nhà Mousesport và round 6 sẽ là một round full buy của SK Gaming. Thực sự mình đang thấy rằng Mousesport họ đang bắn cái map này rất tốt luôn. Vâng, tí nữa sẽ hết cái map này thì mình sẽ bật cái ủng hộ tôi lên tiếp. Nó đang bị lỗi màn hình. Không hiểu thanh niên Meten setup nào để lỗi. Chết thật. Gọi tên của anh là nắng cho lắm vào. Nắng với cả gió. Facebook Meten á, Facebook của Meten là Nguyễn Tiến Lâm. Anh em cứ lên search như thế là ra. Nguyễn Tiến Lâm. Và lấy mình vào mình like một đống ảnh ở trong Facebook Meten anh em không thấy à? Như vậy là một tình huống Pautatic tiếp tục đến từ team SK Gaming. Các bạn thấy SK Gaming họ đang có lần Pautatic thứ hai trong trận đấu ngày hôm nay rồi. Tỷ số bây giờ đang là 4-3 dành cho Mousesport. Oscar tiếp tục là người bắn off chính. Oscar là một thanh niên bắn off thực sự là kinh như quái vật luôn. Bây giờ thì bắn trượt đến từ vị trí Fallen. Fallen lộ vị trí rồi. Lại mất mid từ sớm. Các bạn thấy rằng Mousesport họ chiếm cái mid này quá dễ dàng luôn. 1 phút 35 giây họ đã ngồi được cái thùng sót rồi. Mà khi mà SK mình họ bị dồn vào bom từ quá sớm thì việc họ có những cái phạm vi di chuyển rất là hẹp. Khi mà các bạn mất mid sớm thì các bạn phải chiếm được lại. Đây chính là một cái điển hình.
mất mid thì các thành viên SK Gaming họ chiếm lại khu vực A main luôn. Team Mouse Sport họ chiếm mid rất đơn giản, một quả smoke che sót và một quả smoke che mid chính, và như vậy họ chiếm được mid. Bây giờ thì có đánh với B hay đánh với A đây? Cả bom xe B và bom xe A đều không có nhiều phạm vi di chuyển. Bắt đầu tràn vào bom xe B. Phép với Câu Zera đang là người kẹp. Và bây giờ thì Phép nằm xuống bởi rốp rồi. Tràn vào và bây giờ Câu Zera. Câu Zera có một mạng rốp. Câu Zera nằm xuống bên Edit rồi. Bom xe B lại thủng rồi. Và chúng ta xem Fallen. Fallen. Fallen có một mạng của Chrissy. Tuy nhiên là một tình huống vẫn là một tình huống 3v3. Và sẽ là một tình huống một quả flash để trả ra rất chuẩn. Và bây giờ thì Fallen bắn không thể có mạng. Và giờ là một tình huống 3v3. Bom B là một bom rất khó cứu. Đang có một tình huống bay tơ mít. Ai đang là người bay tơ mít đây? Bây giờ úi trời ơi, đục 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 như một đách luôn. Và bây giờ thì nhìn thấy đối phương, Oscar đang góc kế ọp rất đẹp. Đây là một tiếng móc mít, một tiếng móc rồi. Và chúng ta xem Loen kìa, Loen, Loen có cho mình một bạc rồi. Loen chiều đắp một kinh, Loen nằm xuống về Fallen. Bây giờ thì một bạc đến từ vị trí của Oscar, đẩy vào đẩy vào, đẩy đi đâu, và tỷ số là 5-3 dành cho Bao Sport. Vâng, vấn đề của SK Gaming hiện giờ đang ở mít, họ đang để mất mít quá nhanh luôn. 1 phút 35 giây đối phương đã chiếm hoàn toàn mid mà không mất một người nào, không mất một giọt máu nào. Và điều đó khiến cho phạm vi di chuyển của thành viên SK Gaming là rất hẹp. Khi mà các bạn mất mid ý, thì đối phương có thể đánh vào A hoặc đánh vào B đều được. Và điều đó làm cho rất là khó có thể canh. Khi mà các bạn mất mid thì bom xe B bắt buộc phải canh vào sâu. Và canh sâu thì rất là hiếu hiệu quả. Và bây giờ thì lại là cái bài tràn mid nhanh. Và tôi thấy từ dễ giờ thì SK Gaming họ không thể làm gì để đỡ được cái bài tràn mid nhanh này đến từ các thành viên Mouse Sport. Họ bắn 3 mít thì họ chết cả 3 người, họ không đổi được mạng nào. Và bây giờ Fallen, Fallen đang cố gắng nhảy check với khẩu SSG để có mạng. Từ nãy giờ những tình huống thủng mít liên tục diễn ra. Và bây giờ thì Fallen chuẩn bị nằm xuống. Chúng ta xem Fallen nằm xuống bởi Oscar rồi. Vâng, lại mất mít và mất người. Tuy nhiên thì đây là một round eco thôi nên chúng ta không quá quan trọng. Có lẽ tỷ số sẽ là 6-3 cho Mouse Sport. Những cái bài đánh mid rất nhanh đến từ các thành viên Mouse Sport với tốc độ cao. Bây giờ thì đẩy B. Đi đâu, đi đâu, đi đâu. Úi trời, úi giời ơi, quả nết, quả nết, quả nết. Thôi đi về, đi về. Bây giờ thì Phép, Phép nằm xuống bảy rốp. Một tình huống đẩy B không thành công. Các bạn thấy rốp trong team đang có một vai trò rất là khó khăn. Đó là một tình huống kê đẩy. Úi giời, mày đi đâu. Giờ một tình huống check không kỹ đến từ Dennis. Một góc đứng rất dị đến từ Cầu Zera trong cái round đấu vừa rồi. Một cái góc đứng mà có thể nói là một cái vị trí chắc chắn sẽ chết. Và bây giờ thì tỷ số chắc chắn sẽ là 6-3 rồi. Lại là một tình huống 4v2 nữa. Tỷ số sẽ là 6-3 này cho Mouse Sport. Chắc chắn là như vậy. Bây giờ thì Oscar, Oscar đang là người kê đầy với khẩu ọc của mình, một góc kê rất đẹp. Chắc chắn là thanh niên Fer sẽ căn tham binh để đẩy ra bắt súng. Chúng ta xem Fer sẽ đẩy ra như thế nào. Bây giờ thì Fer, Fer đẩy ra. Vâng, Fer nằm xuống với Oscar rồi. Tỷ số sẽ là 6-3 dành cho Mouse Sport. Mau đang bắn quá hay. Chrissy 1 chết 6 nhưng vẫn có cho mình 2 MVP với những tình huống đặt bom thành công. Vai trò Chrissy trận này đang là khá đơn giản, chỉ có đặt bom thôi và chờ bom nổ, thế là có MVP. Cuộc sống chưa bao giờ dễ đến thế, cuộc sống chưa bao giờ dễ đến thế. Tỷ số bây giờ là 6-3 và bây giờ thì chúng ta xem, bây giờ SK Gaming họ triển khai đó là 3 mid, lần này thì họ ép mid gần rồi, quyết định cường mid không cho đối phương 9 mid nữa. Tuy nhiên thì bom xe A đang chỉ còn một người thôi. Bây giờ thì các thành viên của team Mousesport đang chủ động đẩy thẳng ra Bosea. Và Oscar vừa rồi đang có góc kê đẹp. Tuy nhiên thì quả smoke được trả ra khá là sớm. Taco trả bom sớm khi Taco là người solo Bosea. Đó là quyết định hợp lý mà thôi. Và bây giờ thì các thành viên của Mousesport có vẻ như là một round muốn đánh A. Một quyết định control mid đến từ team SK Gaming. Mình nghĩ đây là quyết định hợp lý khi mà họ mất mid liên tục. Bây giờ thì chuẩn bị lại đánh mid. Poland sẽ là người kê mid dưới. Còn phía trên cao sẽ thuộc về vị trí của Phép. Phép sẽ là người cương mid cao. Một góc kê rất đẹp đến từ vị trí của Fallen. Và bây giờ thì thêm một quả smoke mid nữa đến từ vị trí của Phép. Theo tham minh rất chuẩn. Rất nhiều bom để trả ra. Mouse Sport vẫn chưa thể chiếm được mid. Và bây giờ thì Phép vẫn là người đứng khu mid gần. Phép đang có những tình huống di chuyển rất là chuẩn. Bây giờ thì Fallen nằm xuống bởi Oscar rồi. Oscar đang là ông vua. Úi giời ơi, Oscar tí nữa thì có double kill. Bây giờ thì Oscar nhìn thấy vương. Và Oscar nằm xuống bởi Taco. Loen có mạng của Taco. Đổi được một bạn đến từ Phép. Tuy nhiên thì Phép nằm xuống bởi Loen. Các bạn thấy vẫn
thất bại ở mid. Vâng, bắn 3 mid rồi, đấu mid vẫn thua. Mất 3 súng đổi được 2 người và mất mid. Crit gì ạ? Gục phờ, gục bom xe A. Và bây giờ thì bom xe A đã clear. Chỉ còn lại một mình cầu Zera mà thôi. Vâng, tỷ số chắc chắn sẽ là 7-3 dành cho Ball Sport. Thực sự thì mình nói thẳng là SK đang bất lực. Ball Sport họ đang bắn mid quá hay thì đúng hơn. SK đang bất lực ở khu vực mid rồi. Không có hy vọng gì cả. Tại vì thường thì các team người ta sẽ bắn là hai bom xe B. Nhưng SK Gaming họ từ đầu trận giờ họ thường xuyên bắn với 1B mà thôi. Nhưng mà mid họ lúc nào cũng thủng. Họ bắn 3 mid, họ tối thiểu thì bắn 3 mid các bạn phải đổi được 3 mạng. Đây bắn 3 mid các bạn chỉ đổi được có 2 mạng lại vẫn mất mid như bình thường. Thì thật sự là quá khó cho SK Gaming. Họ đã sử dụng tới 2 quyền power trận đấu ngày hôm nay rồi. Không thể power thêm được nữa. Khó, và có lẽ trận đấu sẽ sang map thi đấu thứ 3. Nếu mà sang map 3 thì map combo thì chưa biết thế nào một lần. Ôi địt con mẹ, với Crazy bị bom nổ chết kìa. Vâng, địt mẹ mày sướng quá, được 3 MVP thế bị bom nổ chết à? Không biết Crazy có phải là người đặt bom ở map thi đấu vừa rồi không? Bây giờ chúng ta hãy xem. Một tình huống tăng giá mid. Vâng, Loen có mạng Taco. Thì số là 7-3, quyết định full buy. Tiếp theo đến từ cái thành viên SK Gaming đang bắn cục xúc rồi. Cầu Zera có cho mình một khẩu ọp. Bây giờ thì SK họ không cường mid nữa. Chúng ta sẽ Oscar lại có cho mình mạng của cầu Zera. Oscar liên tục có những tình huống edgy frag quá hay trong trận đấu game này. Bây giờ thì Phép đang đấm điếm. Phép có cho mình một mạng của Dennis chặt khẩu AK. Bây giờ thì Phép đang bị quay. Quả flash rất tốt. Phép vừa bị bắn trúng. Phép nằm xuống bể rốp rồi. Các thành viên của team Ball Sport. Ôi ôi cái lồn gì đây? Ô ôi cái lồn gì đây? Úi giời ơi, thịt con mẹ vãi lồn húc đầu vào nhau ạ. Vâng, như tấu hài luôn. Bây giờ thì Phơ đổi được một mạng crit gì. Vâng, Rob nằm xuống bên quả bom lửa của Fallen rồi. Chỉ còn lại một mình Loen mà thôi. Vâng, Loen sẽ làm gì đây? Fallen đang bắn SSG. Loen trả một quả Smoke City Bay. Bây giờ thì Loen ném nửa vào trong bom. Fallen đang là người đứng trong thùng trắng. Bây giờ thì Fallen chưa có mạng. Fallen đang bị quay. Chúng ta xem Loen sẽ di chuyển như nào. Loen nằm xuống bởi Fallen và tỷ số là 4-7 dành cho SK Gaming. Một round đấu cục xúc thành công. Một tình huống quá là hài ước. Vâng, cầm quả bom lửa hút vào mặt đối phương cũng nhảy. Hai team đang bắn rất cục, tốc độ trận đấu diễn ra quá nhanh luôn. Liên tiếp với những tình huống lao và đổi mạng tốc độ cao. Rob ăn quả bom lửa quá khổ trong cái round đấu vừa rồi. Và giờ thì tỷ số là 4-7. Key round trận đấu, SK thua round này thì khẳng định SK gần như thua luôn ở map thiếu này. Tại vì nếu thua round này thì SK rất yếu tiền. Bây giờ thì mở cửa đẩy vào. Vâng, đi đâu đấy? Úi sồi ôi, rất may trong tình huống rồi, Taco đã check kỹ. Bây giờ thì các bạn thấy rằng SK đang bắn rất cục. Họ để cho đối phương chiếm mid nhưng họ đẩy ngược lại những khu vực như cửa xanh và A-main để họ bắt người. Họ biết rằng team Mouse Sport họ thường kê đó là 1B và một cửa xanh. Và thế nên họ cứ bỏ mid và họ đẩy cửa xanh với những khẩu UP45. Bây giờ là một tình huống lại chiếm được mid. Nhưng SK bây giờ thì họ đang chủ động bắn đến 3A và 2B. Smoke được ném ra, thêm một quả smoke che sót cơ bản nữa, che tầm nhìn. Bây giờ cái quả smoke che sót là quả smoke default rồi. Vâng, Fallen nhảy lên, Fallen nhìn thấy đối phương rồi. Fallen nhìn thấy đối phương bò vào mid. Các bạn thấy một tình huống nhảy check rất hay của Fallen. Và bây giờ thì Fallen sẽ là người có góc kê đẹp hơn rất nhiều. Vâng, đừng đi vào thì Dennis chắc chắn sẽ chết thôi. Dennis đang nhá rất khó chịu. Bây giờ thì Fallen đang là người góc kê đẹp hơn. Và bây giờ thì Dennis nằm giống về Fallen đúng như dự đoán. Tuy nhiên thì Fallen không biết còn một người nữa, đó là Oscar. Oscar móc về B. Thôi bỏ mẹ tôi rồi. Thôi mấy ông cánh B đái ra máu rồi. Vâng, bây giờ thì Oscar sẽ bỏ B. Oscar sẽ đi bot vị trí. Vâng, nhìn thấy Oscar có một mạng. Vâng, trong smoke. Phép, nhưng Phép có một tình huống di chuyển quái. Phép di chuyển qua smoke. Phép có mạng của Loen. Các bạn thấy không thể tìm được một tình huống di chuyển của Phép. Quá tốt cho tình huống rồi. Bây giờ thì Phép có cho mình double kill. Chỉ còn lại một mình Oscar mà thôi. Oscar sẽ đẩy vào. Oscar nhìn thấy Vương. Bây giờ thì Oscar sẽ làm gì? Oscar có một tình huống đục. Bây giờ thì Oscar chuẩn bị nằm xuống rồi. Và như vậy là Oscar nằm xuống bởi Phơ và tỷ số là 5-7 dành cho SK Gaming. Một tình huống mà Phép có một pha di chuyển, mình không thể tin được. Một tình huống Phép di chuyển qua quả smoke. Điều đó khiến cho Oscar không thể nhìn thấy Phép trong cái round đấu vừa rồi. Một pha xử lý mà đến tôi cũng không hiểu tại sao Phép lại xử lý như vậy. Tại vì rất ít người dám đi qua quả smoke. Và bây giờ thì Mouse Sport bắt buộc phải có một tình huống power tactic thôi. Xin nhắc lại với anh em, hiện tại thì group chính của bọn mình đó là group 500 anh em family. Anh em nào mà chưa
Zone vào group thì có thể zone vào group này. Đây là group hiện tại bọn mình đăng tất cả những cái bài liên quan, lịch thi đấu đây, lịch stream giải đấu luôn luôn là ghim lên trên đầu bài để không bị trôi bài. Tất cả lịch thi đấu và các vấn đề khác thì mình đều ghim lên trên này. Cái gọi tên của em là Nắng nó đang bị lỗi khung nên mình tạm thời phải tắt nó đi, tí nữa phải giữa trận để mình mới dám bật nó lên. Chứ giờ nó đang bị lỗi khung hình, anh em thông cảm. Đây là cái group 500 anh em family, là group chính của mình hiện tại. Và bây giờ thì chúng ta lại trở lại với trận đấu. Tí nữa thì mình mới bật lên. Bây giờ bật lên nó bị lỗi màn hình. Các bạn phải check thằng Enten, check thì mình. Và bây giờ lại một lần nữa đẩy vào smoke. Vâng, Phơ lại đẩy vào smoke và chúng ta xem Loen. Loen hạ gục Phơ, khu vực bom xe A rồi. Lần này thì đẩy láo không thành công đến từ cái này viên SK Gaming. Bây giờ thì có vẻ như Bossbot không thèm đánh A nữa và họ định đánh thẳng Boss, họ không đánh mid nữa và họ đánh thẳng Bossa. Bây giờ là một tiếng spam và Taco có mạng của Loen. Bây giờ thì Taco nằm xuống về Denis rồi nhưng Fallen và Crazy thành công. Giờ là tiếng 3 vết 3. Tiếp tục thì Fallen có double kill riêng mình khi hạ gục được Denis ở Bossa. Oscar đang có tiếng fighter, một tiếng purify. Bây giờ Oscar solo aim và Oscar nằm xuống 7 phép và tỷ số là 6-7 dành cho SK Gaming. Bossbot thua một key round quan trọng và bây giờ thì họ bắt buộc eco round lần này rồi. Chắc chắn là như vậy. Vâng, 62 đô. Tỷ số bây giờ là 7-6 dành cho các thành viên của Mousesport. Và bây giờ là một round full eco đến từ team Mousesport. Vâng, một pha được donate 62 đô. À, test donate là địch con mẹ, tôi tưởng donate thật. Và bây giờ là một round eco đến từ Mousesport. Chắc chắn thằng Menten nó đang test rồi. Không thể còn thằng nào khác nữa. Và giờ thì Loen vừa đổi được một mạng của Taco thành công. Bây giờ thì bắt đầu đánh bom xe hay không. Phơ đang thì cũng khá là cường skill từ hôm nay. Và bây giờ thì Rope. Rope đang nhá và Rope vừa hạ gục Phơ với chỉ một viên Nico thôi. Giờ là một tiếng 3v3. Có hai súng đến từ Mousesport. Poland vừa bị bắn yếu ở khu vực mid. Các bạn để thấy 3v3 có hai súng và đặc biệt có giáp. Vâng, đang đứng trong khu vực điều hòa. Đó là vị trí của phép. Giờ thì các thành viên của team Mousesport họ đang đánh chậm, họ vẫn đánh A. Trong khi đó SK mình họ đang back về. Họ back về 1B và bắn một mid đến từ vị trí của Poland. Và bây giờ sẽ là một tiếng Miter mid đến từ vị trí của Rope. Chúng ta xem Rope sẽ làm gì. Rope nhìn thấy đối phương rồi. Thôi bỏ mẹ. Như vậy là bây giờ thì Fallen sẽ về để hold bom xe A. Sẽ là một tiếng nhảy ra đến từ vị trí của Loen. Loen nhảy địt mẹ vãi luôn. Nhảy thẳng vào giữa tâm đối phương. Vâng, nhảy thẳng vào giữa tâm đối phương. Ông Menten vừa giải thích trong tình huống 62 đô vừa rồi. Đó là một tình huống ấn nhầm. Bây giờ thì Rope nằm xuống 7 câu Zera, một viên P250. Oscar phải đẩy vào bom và Oscar bị AU bởi phép và tỷ số là 7 đều dành cho SK Gaming. Những round đấu comeback rất là thành công đến từ team SK Gaming. Các bạn thấy SK họ lúc nào họ thua một giai đoạn và sau đó thì họ lại comeback ngược lại. Tại vì thực ra thì nếu mà nói với cá nhân xử lý đơn thì thực sự là SK họ là con người của họ tốt hơn mau. Mau thì họ đấu skin thì họ cũng chả ngại SK Gaming đâu. Úi giời, cái lồn gì đấy? Vâng, 3 orb đến từ team SK Gaming rồi. Cục xúc rồi và lại tràn mít nhanh ngay đến từ Mousesport chăng? Vâng, lại tràn mít nhanh. Bây giờ đứng ở khu mít gần và có vẻ như Dennis biết điều đó. Bây giờ đang spam phép lại chui vào quả smoke của anh em. Thấy thanh niên phép phải di chuyển hay vãi lồn. Vâng, đội bạn đi ra thì ta lại đi vào. Bây giờ thanh niên phép, úi rồi ôi, úi nằm xuống lần này thì phép bị mắc. Vâng, phép bị mắc không chui được vào trong nhà đối phương. Giờ thì phép nằm xuống, lần này thì không chui được rồi. Bây giờ thì Crazy hạ gục Taco, một tình huống đẩy khu vực cửa xanh không thành công. 3v5, nhưng mà bọn Mousesport hay thua những cái round kiểu này lắm. Ông Fallen đang góc kê rất đẹp, khu vực A-main. Crazy đang rất bình tĩnh. Mousesport họ đang có lợi thế, họ không việc gì phải vội cả. Họ vẫn đang hầu. Bây giờ thì back về 2B rồi, một tiếng bắt bài. Fallen sẽ là người solo xe A. Fallen sẽ là một tình huống kê main. Nhảy check rất nhiều đến từ Fallen, các bạn thấy khả năng bunny Fallen là cực kỳ tốt. Bom đang được di chuyển về B đúng như mong muốn của các thành viên SK Gaming. 2B có thể làm được. Và bây giờ như vậy là một tình huống nhá ra. Câu Zera lộ vị trí rồi. Bây giờ thì câu Zera nằm xuống bởi Rope.
Tiếp tục thì Phơ vẫn đang nấp rất điếm và chúng ta sẽ Phơ. Phơ có một mạng. Phơ nằm xuống về Dennis rồi và tỷ số thì chắc chắn lần này tôi đéo tin là Fallen có thể clutch được một vét 4. Lát vào rồi bắt buộc phải cứu bom rồi. Vâng, đục này, này đục đi, đục đi, đục đi. Nào, đục nào, chơi đục nào. Đục đi. Úi sẽ đục nào, đục vãi lồn chúng kìa. Chúng kìa. Úi này thì đục này, mày đục bố mày à. Không đục được đâu. Tỷ số là 8-7 dành cho Mau Sport. ESL Pro League is brought to you in part by Intel, Lenovo Legion, Xfinity, ESEA, PaySafeGuard, Mountain Dew, Logitech G, and Zowie. Bị sao nhỉ? À đây 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 đây. Đây thì nó đéo hiện. Đây thì nó chỉ ghi chữ thôi. Nó ở dưới desktop thì không phải đúng. Khung này là bị sao nhỉ? Do so của bên ủng hộ tôi á. Menten bảo là cháu có làm gì đâu, cái này là do so của bên ủng hộ tôi. Thôi thôi tắt đi, tí xong trận rồi bật gì thì bật. Tầm này mình sẽ tắt đi nhá, anh em đừng có đôn nết tầm này, khiến mình bật sau. Cái này là do bên ủng hộ tôi bị lỗi, chứ cháu Menten không có lỗi. Cháu ấy giải thích ở trên lúc chat là như vậy rồi, anh em phải thông cảm cho cháu đó. Cháu bảo là cháu không có lỗi. Tỷ số bây giờ là 8-7 và bây giờ chúng ta xem round piston của trận đấu. Vâng, Rope lên cho mình full bom. Loen lên 2 flash và 1 kit. Trong khi đó đây là một tình huống đánh bom xe A. Vâng, đây là một tình huống đánh bom xe A. Có hai quả bom lửa đẩy thẳng vào khu A-main đến vị trí Oscar. Oscar đã bắn theo vòng cách tay to và chúng ta xem Oscar sẽ là key player từ huống này. Bắn kẹp 2A đến từ bom spot sẽ là một tình huống cương. Trong khi đó thì bây giờ thì SK mình họ có hai quả bom lửa. Bây giờ thì họ bắt đầu tràn bom xe A. Một lửa ném Method. Và bây giờ thì đấu súng rồi. Một flash để tràn vào. Bây giờ thì Dennis đang di chuyển. Oscar là người nằm xuống. Dennis ăn thêm quả flash nữa. Và bây giờ cái lồn gì đấy. Vâng, Fallen bắn lỗi nhưng phép vẫn đang cùng thành công được Dennis trong cái nào đầu vừa rồi. Một tình huống đánh bom xe rất đơn giản và Mousepot để thủng bom. Và giờ thì bắt buộc phải retake bom. Chúng ta hãy xem pha retake bom này. Vẫn có một tình huống bài tờ mid đến từ các thành viên của SK Gaming. Khó, rất khó tình huống retake bom này. Có smoke và có kit. Loe đang có kit. Còn Rope là người có smoke. Bây giờ thì chúng ta xem Crazy đẩy ra. Crazy ra cầu sẽ nào. Crazy chưa có double kill. Đứng giữa đường đến từ vị trí của phép. Bắt đầu là những tiêu đầu súng. Và bây giờ thì đang nhảy vào đi tích bom. Bây giờ thì Rope nằm xuống bởi Fur rồi. Crazy chuẩn bị bia gục. 9 máu đấy. Crazy có double kill thôi, xếp xuống. Thôi thôi. Và tỷ số là 8 đều dành cho Mau SK Gaming. Một round đấu quá là đơn giản. 8 đều dành cho các thành viên SK Gaming. Một tình huống Phơ tăng lên quá nhanh trong cái round đấu vừa rồi. Và giờ là một round full buy. Trong cái đó thì Mousepot đang một round eco. Họ chỉ bắn Dico mà thôi. 4 khẩu Dico. 4 khẩu Dico tràn thẳng ra mid đến từ vị trí của Phơ. Bây giờ sẽ là một thủ đánh mid to be chăng? Như vậy là quả nết của Phơ đã gục thành công Gritty ở khu vực mid rồi. Đánh vào A hay đánh vào B đây? Chiếm mid từ rất sớm. Bây giờ thì Kozera đang không thiếu đấu súng. Dennis vừa có được một mạng của Fallen ở trong khu vực bom xe A, khu vực đẩy bên. Tiếp tục cái drop vào của Kozera.
Giờ là một tình huống 4v5. Ơ cái lồn gì đấy, phơ nó đã ngồi đây rồi à? Bây giờ đi đâu ấy, đi đâu đấy? Ui giời ơi, đi đâu đấy? Ôi giời, đi đâu đấy? Vâng, đi đâu đấy làm không được đâu. Đi đâu đấy? Cầm dao chạy như chỗ người check thì không check. Lợi thế của các thành viên Mao Sport mất đi rất nhanh. Vâng, những tình huống cầm dao chạy như chỗ không người. Tỷ số sẽ là 9-8 dành cho SK Gaming. Một tình huống xếp súng đến từ vị trí của Rob. Rob đang có cho mình một cái dao 1. Crazy 5 chết 13. Trận đấu này thì Crazy đang không được thi đấu nhiều. Tỷ số sẽ là 9-8. Và round sau tiếp tục sẽ là một round eco đến từ Mouse Sport. Vâng, map pick của Mouse Sport và bây giờ họ đang đánh mất lợi thế của mình. SK Gaming họ xoay đội hình khá là nhanh. Họ bị thủng mid nhiều quá, sau họ nghĩ là họ không đấu được mid thì họ bỏ hẳn mid luôn, họ đéo đấu mid nữa. Họ đi họ đẩy cửa xanh với đẩy A-main liên tục. Đó là một tactic hay. Và giờ tỷ số là 9-8, tiếp tục là một round eco đến từ các thành viên Mouse Sport. Hai USP đến từ vị trí Oscar và Crazy. Và giờ thì Fer đang đẩy ra mid rất nhanh. Fer đang có một tình huống spam. Fer chưa có mạng. Hai bên đang có những tình huống đấu súng. Chiếm mid đến từ team Mouse Sport khi mà họ chủ động bắn đến 4 mid trong round lần này. Một tình huống stack. Và bây giờ thì chúng ta xem phép sẽ làm gì. Rope đang là người đứng dưới chân. Rope có giáp với UP15. Không check đến từ vị trí của phép. Và bây giờ thì chúng ta xem phép có check không. Bây giờ thì phép nằm xuống bầy Rope rồi. Rope chỉ còn có 15 máu với tôi. Cứu, cứu. Cứu, ai cứu em với. Và bây giờ thì đồng đội ra cứu rồi, tôi bị chết cả đôi. Địt con mẹ mày cứu quả này thì chỉ có chết cả đôi thôi. Vâng, như vậy là quyết định cứu rồi. Rope đã được, Oscar được stack lên. Dennis nằm xuống bởi Fer. Và bây giờ thì Rope nằm xuống bởi Kozera. Tỷ số thì chắc chắn sẽ là 18 dành cho SK Gaming thôi, tôi đã bảo mà. Vâng, cứu thì chết cả đôi thôi. Cứu làm đéo gì. Bây giờ thì Kozera, Kozera đã bắn trượt khá nhiều. Vâng, Kozera hạ gục Chris gì. Tiếp tục thì Fer có mạng của Loen và tỷ số là 18 dành cho SK Gaming. Bây giờ sẽ là một round full buy đến từ các thành viên SK Gaming. Tỷ số bây giờ là 18, full buy đến từ Mouse Sport. Oscar là người lên off. Chris G yếu tiền. Lên UP45 và giáp 1. Bây giờ thì Fallen đang có một tình huống kêu off trước ở khu vực bao xe B. Và chúng ta cùng xem. 7B, 2B đang cố gắng quét vào. Crazy là người bắn mid gần. Crazy đang nghe rất nhiều tiếng khủng mid. Oscar vừa yếu, chỉ còn 46 máu mà thôi. Oscar có lẽ là người bắn off B. Thường là như vậy. Bắt đầu triển khai đội hình đến từ các thành viên SK Gaming. Vẫn đang là một tình huống bắn mid gần đến từ vị trí của Crazy. Thêm một smoke nữa. Crazy đang là người nhá rất khó chịu khủng mid. Các thành viên của team Mouse Sport họ đang bắn đội hình đó 2 mid. Vâng, thực ra là cái map này chỉ bắn 2 mid là được. Back về A. Và như vậy là bắn 2 A, 2 mid vào solo B. Ai đang là người solo B? Bây giờ thì Crazy đẩy vào và bắn yếu được phép trong cái tình huống vừa rồi. Một tình huống headshot. Crazy sẽ back vào khu bom xe B để hỗ trợ đội. Rất nhiều bom về đây bắt đầu tràn bom xe B đến từ vị trí của Kozera và Fallen. Fallen sẽ là người bắn off cover. Như vậy là một tình huống fake B chăng? Fake B và nhặt bom về đánh A. Gây rất nhiều tiếng. Trong cái đó Mouse Sport đang di chuyển về 3B. Bom lại được di chuyển ngược ra mid. Và tôi vẫn chưa hiểu là các thành viên của SK Gaming họ muốn đánh đầu. Thời gian không còn nhiều, 30 giây. Và bây giờ thì họ cần phải triển khai nhanh đội hình. Bây giờ thì Crazy vừa lộ vị trí. Bắt buộc phải tràn vào đâu đó. Thời gian còn 24 giây. Bây giờ thì tràn vào A nhanh chăng? Đây là một tình huống đánh A rồi. Một mạng đến từ vị trí của Taco và Dennis là người nằm xuống. Tiếp tục thì Taco có double kill với khẩu Gali của mình. Vâng, bom được tràn bom xe A thì đã clear rồi. Oscar có lẽ nên xếp súng cho mình rồi. Round này sẽ là một round thua. Vâng, không thể cứu được bom trong tình huống này. Fallen vẫn đang bài tờ với khẩu AWP của mình. Các bạn thấy bài tờ bằng orb. Rất là dị. Bây giờ thì Fallen đang ngồi trong ven. Fallen có mạng Crazy rồi. Tỷ số là 11-8 dành cho SK Gaming. 23 giây. Vâng, 23 giây.
các thành viên của team SK Gaming bắt đầu với tràn vào bomb site và họ đánh thủng bomb site A luôn. Kitako có một round đấu quá hay với khẩu Gali, Taco làm hai mạng và clear bomb site A luôn ngay lập tức. Giờ là một round xếp súng. Round sau thì không biết Mousepot. Vâng, round sau thì Mousepot sẽ có khoảng 2.400 tiền. À 2.900 tiền, chính xác là như vậy. Thì nếu mà Rob với Oscar drop súng thì vẫn cố bài được. Không biết họ lựa chọn gì thôi. Một UP45, hai khẩu Famat chẳng hạn. Đây rồi, bài được, drop được 2M4. 1M4 đến từ Oscar và 1M4 đến từ vị trí của Loen. Các bạn để thấy một mình Taco đi khu vực cửa xanh làm hai mạng rất nhẹ nhàng. Clear bom xa ở cái khoảng còn 23 giây. Một tình huống bắn rất tốt. Và bây giờ thì Mousepot bắt buộc phải có một tình huống pautatic tiếp theo. Round sau thì vẫn có thể là một round full buy đến từ Mousepot. Vâng, drop được hai khẩu M4 đến từ vị trí của Oscar và Rob. Một người sẽ là người UP mua UP45. Vâng, như vậy là bắn an toàn rồi. Quyết định eco để round sau có thể full buy. Rất an toàn đến từ team Mousepot. Có lẽ là những cái sự an toàn này mình nghĩ nó không cần thiết. Tính tiền mà đủ thì cứ làm thôi chứ việc lồn thì phải khổ đấy nhở. Bắn an toàn để round sau có thể lên hai orb chăng? Chắc chắn là như vậy. Round sau thì kiểu đéo gì ông Oscar ông một orb, ông Chris G một orb. Thôi được rồi, để xem bắn an toàn đến đâu. Thực ra thua toàn những tình huống key player xử lý cuối cùng thôi. Và nếu mà kỹ năng đã không bằng thì an toàn hay không an toàn thì cũng thế thôi. Mà giờ thì vâng, một tình huống đục vào khu vực cửa. Vâng, đục qua tường gỗ và Taco vừa ăn một viên mọi người. Các bạn để thấy Oscar một tình huống đục và bây giờ Taco sợ quá chạy về rồi. Mở cửa xanh và bây giờ thì đẩy cửa xanh. Vâng, Taco đi về thì ngay lập tức là một tình huống đẩy cửa xanh và biết bom xe clear rồi. Bây giờ thì sẽ là một tình huống mách về đến 3B. Vâng, đẩy mid gần. Mid shot được đẩy lên gần rồi. Shot được đẩy lên rất gần và bây giờ thì Oscar không biết điều này. Fur mà nó lắc ra thì chắc chắn là một viên là Oscar sẽ nằm ngửa thôi. Chúng ta xem Fur có lắc ra hay không thôi. Fur có tò mò hay không? Oscar đang high zoom, không thể nhìn thấy Fur được trong tình huống này. Bây giờ thì Oscar Fur ai sẽ người nằm xuống set up full bom xe B. Thôi bỏ mẹ rồi, hai quả lửa nó ném vào thế này thì đái ra máu rồi. Vâng, các bạn chuẩn bị xem này, địt mẹ một biển lửa cho bom xe B. Chết con mẹ chúng mày đi. Úi trời ơi, vâng ném lửa lỗi à? Ơ, ném lửa lỗi à? Ném lửa lỗi à? Ôi giời ơi, và bây giờ như vậy là Fur vừa gục Oscar. Vâng, bị móc từ shot và beat. Bây giờ thì Loen nghe thấy rất nhiều thứ. Chúng ta xem Loen. Loen, Loen có một mạng rồi. Loen nằm xuống bởi Taco và thôi bỏ mẹ, thế là xong. Thế là xong rồi. Một tình huống mà các bạn được thấy Oscar bách về B tham minh rồi. Bây giờ thì chỉ còn có 7 giây. SK Gaming họ đánh rất theo kiểu rất là tham minh cận kề. Bây giờ nhìn thấy đối phương mà bắn lỗi và Dennis nằm xuống. Tiếp tục thì còn lại một mình Rob mà thôi. 1v3. Bây giờ thì Rob nhìn thấy đối phương và Rob hạ gục thành công phép trong cái đấu này. Có thể retake bom được và chúng ta xem Rob sẽ xử lý như nào. Vâng, khó rồi. Bom đặt đẹp. Thanh niên kia thì lại trốn với cửa xanh. Làm sao mà cứu được và bây giờ Rob có phải biết đối phương. Rob nằm xuống 10 câu Zera và tỷ số là 12-8 dành cho SK Gaming. 12-8 dành cho SK Gaming. Giờ tiếp tục là một round full buy đến từ Mousepot. Bắn quá cẩn thận đến từ Mousepot trong cái round đấu vừa rồi. Lại là một tình huống bách quá sớm đến từ Oscar, các bạn để thấy. Rõ ràng là Oscar không cần bách trong tình huống vừa rồi. 3B rồi, có một M4S thì cần gì phải bách như vậy. Bây giờ thì smoke mid được trả ra. Tỷ số 12-8, Mousepot vẫn còn nguyên cơ hội của mình. Đẩy bom xe B đến từ vị trí Oscar hay không? Cầu Zera đang là người kê B. Vâng, các bạn thấy cầu Zera check rất kỹ. Tuy nhiên Oscar đang là người có một cái lợi thế với góc kê rất đẹp. Một quả smoke được trả ra. Và bây giờ thì Oscar sẽ làm gì? Vâng, cầu Zera đang fake B. Một lửa, một flash. Và như vậy cầu Zera đi về. Bây giờ thì có lẽ là một tiểu đánh full bom xe A rồi. Một mình Loen đang là người bắn bom xe A. Đang tràn vào. Và bây giờ thì Loen nằm xuống rồi. Cầu Zera với quả lửa giết được Oscar. Vâng, như một bộ phim hài. Như một bộ phim hài. Và bây giờ thì Mousepot có lẽ lại thua đốt cái map thi đấu này. Khả năng cao là như vậy. Khả năng rất cao là thua. Nhìn họ bắn, nhìn Mousepot bắn no hope này.
Vâng, rất là buồn cười. Oscar ăn quả lửa chết luôn ạ. 100 máu. Ăn một quả bom lửa. Không biết nóng là gì luôn. Chết luôn với quả bom lửa. Đéo hiểu là chuyện gì đang xảy ra. Loen từ nãy giờ bật bom xe ai toàn chết chay thôi. Quá khổ tự nhiên Loen. Ngày xưa ở cái map này bọn này mạnh là vì có thằng Nico là bắn bom xe A rất tở. Loen ngày xưa là người bắn mid cơ chứ không phải là người bắn bom xe A các bạn ạ. Tuy nhiên thì bây giờ thằng Nico đi rồi, đéo người bắn bom xe A để bắt thằng Loen nó phải bắn bom xe A. Thằng Loen nó đéo bắn bom xe A bao giờ thì bây giờ bắt bắn bom xe A thì nó không thể bắn được. Và như vậy là Taco vừa có một mạng Dennis. Có lẽ là một trận thua tiếp theo dành cho Mouse Sport rồi. Đổi được một mạng đến từ vị trí của Loen nhưng Phơ lại ăn một crit gì. Giờ thì Phơ có cho mình double kill. Vâng các bạn thấy Phơ đang đi chợ ở vực bom xe A thì đúng hơn. Bắn đéo gì, thế này người ta gọi đi chợ rồi. Câu Zera ủng rốp rồi. Tỷ số thì chắc chắn bây giờ sẽ là 14-8. Biết Loen ở đâu rồi. 1v3, bom sẽ đặt. Chắc chắn là như vậy. Ngày xưa thì Nico nó là thằng bắn bom xe A chứ không phải là Loen. Và thằng Nico nó bắn bom xe A như một con quái vật đấy. Sợ cực kỳ luôn. Nhưng mà khi mà Nico đi thì bây giờ thì Loen là một người ngày xưa hay solo mid. Ngày xưa thì Loen hay solo mid cơ. Thì bây giờ Loen lại phải vào bắn bom xe A. Và Loen có rất nhiều những tình huống hơi non kinh nghiệm. Và đặc biệt là timing sai hoàn toàn. Những round đấu thủng A quá là dễ dàng. 3 round thủng A liền. Và giờ thì chúng ta xem Loen sẽ làm gì đây. Vâng, đẩy vào rồi. Bây giờ thì Loen lại lộ vị trí và chuẩn bị Loen lại nằm mấy câu. Vâng, Loen đi về. Mở cửa xanh ra và Loen lại chết chay rồi. Các bạn thấy không? Không có kinh nghiệm mà Oscar đổi được một mạng vô lần ở khu vực mid. Và giờ thì làm một tiếng sấy lỗi đến từ vị trí của Dennis. Bây giờ thì Oscar bắn trượt. Vâng, Dennis dập smoke rồi. Và chúng ta xem Dennis làm gì đây. Trả một flash. Oscar có cho mình một mạng của Taco. Rốt hạ gục thành công phở. Giờ thì tiếng 4v2. Vâng, câu Zera có mạng Oscar. Bây giờ thì phép đang tiếng bò smoke. Chúng ta xem phép có mạng không. Bây giờ thì phép có cho mình double kill. Phép biết đối phương ở đâu rồi. Vâng, Dennis nằm xuống về câu Zera rồi. Giờ là tiếng 1v2. Chrissy là người cầm off. Rất khó trong tình huống đi tech này. Chúng ta xem cái gì sẽ làm gì đây. Thôi ăn quả flash là chết này. Ăn quả flash sau trắng xóa là chết này. Còn một flash đến từ vị trí phép. Phép sẽ căn timing để ném quả flash ra. Sau đó câu Zera đảo check. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta xem đúng không. Đúng rồi. Bây giờ thì câu Zera có đảo check không. Câu Zera nấp rất điếm. Bây giờ thì vâng, Crazy nằm xuống. Tỷ số là 15-8 dành cho SK Gaming. Trận đấu diễn ra quá là một chiều. Tỷ số đang trận đấu diễn ra quá là một chiều. Mouse Sport bắn CT sai toàn thua rồi. Họ bắn T sai khá là tốt nhưng họ bắn CT sai rất là yếu, nhất là bom xe A. Loen đang một trận đấu thật sự đáng quên. Họ Loen chết chay quá nhiều round ở bom xe A rồi. Đó. Vẫn còn chấp chấp đối phương 30 máu luôn, tự tin thế. Lửa được trả ra. Chấp đối phương 30 máu luôn, không việc gì phải khổ cả. Phép lại có cho mình mạng Crazy rồi. Đang đẩy B. Và như vậy là đổi được một mạng đến từ vị trí của Oscar. Vâng, như vậy là Oscar nằm xuống bởi thanh niên Phép. 4v3. Khó. Quá khó. Vùng map ca tre này ngày xưa. Ngày xưa bọn Mau nó mạnh ấy là vì nó có thằng Nico. Bây giờ thực sự là mình nghĩ Mau không mạnh map này. Map này nó không còn mạnh ngày xưa nữa rồi. Như vậy là bom rơi. Vâng, bom rơi rồi. Và chúng ta hãy xem Dennis sẽ làm gì từ đây. Dennis đang di chuyển. Lửa được trả vào. Lại là một đứa purify. Loen cẩn thận, nó lại đục chết giờ. Bây giờ thì Loen, vâng, Loen lại chết chay. Bài học. Vâng, câu chuyện nó rất là mới. Tất nhiên Loen từ đầu trận giờ bắn bom xe A không giết được ai, khổ phải tồn luôn. Từ đấy giờ tất nhiên Loen bắn bom xe A tù vãi luôn. Khổ. Như vậy là SK Gaming dễ dàng vượt qua Mouse Sport tỷ số 2-0. Chưa bao giờ mọi thứ dễ dàng đến như vậy. Bây giờ thì mình sẽ bật lại ủng hộ tôi cho anh em. Có thích là nắng hay là gió thì nắng. Thì là nắng là gió thoải mái nhá. Đợi ý kiến. God bless it all. Love those glasses, Hank. Look great. Welcome back.
The Xfinity analyst desk. Yes, 2-0 for SK. They dominate Mouse Sports. That looked much like the day one SK that was just supremely dominant. Both of those maps, SK only drops one round on their offense. Vâng, trận đấu sau sẽ là được đẩy giờ lên. Trận đấu sau sẽ là một trận đấu được bắt đầu sớm hơn. Mình dự đoán là như vậy. Trận đấu gì? Còn trận Liquid ở... Không biết Tùng. Trận đấu sau không, trận đấu sau nó sẽ đẩy giờ lên sớm thôi. Khả năng trận đấu sau thì tầm khoảng 2:30, mình nghĩ tầm 2:30 đến 2:40 nó bắn rồi. Chứ nó không phải là 3:50 đâu. Tại vì trận